Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì qua mấy cái ngày nghỉ lễ ở Sapa thì cơ bản là lời quan nên là không có làm video cho anh em xem. Quay trở lại với cái tựa game Cyber Hunter thì giới thiệu cho anh em về tính năng quân đoàn. Hiện tại mình đang ở quân đoàn đó là Việt Nam No 1 nha anh em. Các bạn có thể là xin vào làm thành viên của một cái quân đoàn bất kỳ luôn. Thì đây nó là một cái tính năng mới khá là hay ở trong cái tựa game Cyber Hunter này. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái cập nhật mới nữa. Thứ hai mà mình muốn giới thiệu với anh em ở trong cái video này đó là mục người máy đây. Hiện tại thì anh em sẽ vào mục kỹ năng để trang bị cho mình từng kỹ năng. Tức là anh em khi mà anh em chơi lên những cái level cao hơn thì anh em sẽ có được những cái kỹ năng vô cùng là hay ở đây. Hiện tại thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái thiết bị sơ cứu này. Nó cực kỳ là hay. Khi mà chỉ cần là anh em dựng cái thiết bị sơ cứu này lên và đồng đội bò vào trong cái vùng sơ cứu thì lập tức là đồng đội sẽ được cứu sống ngay nha anh em. Thì các bạn chỉ cần là trang bị vào cái khe kỹ năng luôn này. Hiện tại thì mình sẽ lựa cái khe kỹ năng này đi. Ok anh em. Như vậy là đã xong rồi nha. Giới thiệu cho anh em nữa đó là hiện tại thì ở đây, ở cái mục đấu phòng nha mọi người, anh em có thể là tạo phòng ngẫu nhiên tùy chỉnh luôn. Đó, tùy chỉnh được tất cả mọi thứ ở trong cái phòng này luôn, kể cả là từ tên phòng, chế độ rồi là những cái mục tăng cường nữa. Đây, và tùy theo anh em thôi. Anh em tạo phòng một trận đấu anh em sẽ mất một cái vé tạo phòng. 1 giờ sẽ là 30 quân huy và 6 giờ sẽ là 50 quân huy. Đó là khi mà anh em tạo phòng thì sẽ mất một cái số lượng tiền như vậy. Ngoài ra thì bây giờ không để cho các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đến với chế độ đấu nhanh 6 đội, một chế độ vô cùng là hot hiện tại ở trong cái tựa game Cyber Hunter. Hello anh em, chỉ một vài giây nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu đến với chế độ đấu nhanh 6 đội nha mọi người. Ok. Với cái vòng bot đầu tiên thì nó sẽ thu lại sau đó là 130 giây nhá. Khi mà anh em chơi trong chế độ đấu nhanh 6 độ này, tức là đầu tiên của các bạn đó là các bạn sẽ được gọi là có sẵn ở một cái vị trí trên bản đồ này. Ngoài ra thì trong những cái trận đấu như này ấy, chỉ có 6 đội chơi với nhau thôi. Tức là anh em có thể thấy là hiện tại trong cái trận đấu này các bạn có thấy là có 24 người chơi nhá. Được chưa anh em? Anh em sẽ được ghép đội với thêm 3 người chơi ngẫu nhiên nữa. Ngoài ra thì anh em là có thể chủ động là tạo một cái team squad để tham gia chế độ đó là đấu nhanh 6 độ nha. Điểm hấp dẫn ở trong cái chế độ này đó là tính năng khi mà anh em chết đi, chỉ còn một thành viên trong đội còn sống thì anh em vẫn có cơ hội đó là được hồi sinh. Đó, nếu mà bạn nào chưa chơi thì hãy cùng xem video nha anh em ơi. Đây, Kẹo sẽ chơi cho anh em xem để cho anh em biết được là cái cơ chế mà anh em sẽ được sống lại trong cái chế độ đấu nhanh 6 đội thì nó lại hot như thế nào mà lại như kiểu là vô cùng đông đảo người chơi nha anh em. Đồng đội mình nói chung là toàn là mấy đứa nhát chết thôi nha em ơi. Trận này thì từ từ. Đấy, có mỗi tôi với lại ông số 2 này là lên phía trước nhanh thôi, còn lại mấy đứa kia thì vẫn đang ở phía sau thôi nha em ạ. Ok ok, let's go luôn nào, chứ sao mà phải ngại điều gì hả anh em. Ồ, ui, đã có người lập chiến công đầu rồi cả. Ở ngay cái phía này thì sẽ có ngay một cái thính nha anh em. Thính thì bình thường nó chứa vô cùng là nhiều đồ ngon nên là mình chạy qua mình lượm nó thôi. Lượm nó thì còn có được đồ ngon để mà còn chơi game dễ top 1 nữa hơn chứ anh em. Đây đây, đây chạy qua luôn này. Xung quanh hiện tại thì mình chưa có thấy ai cả. Khu này thật ra thì nó cũng vắng thôi. Đơn giản là mấy bạn thấy thính nên là sợ chết, không ai dám chạy qua, có mỗi mình Kẹo chạy qua thôi à. Để xem là trong thính chúng ta sẽ có được món gì đây nha mọi người. Ồ, đã có người lượm rồi. Nó là một cái khẩu súng bắn tỉa chim hồng hạc, nhưng mà Kẹo hiện tại thì chơi không có quen với cái khẩu bắn tỉa lắm, nên là mình đang chơi hai cái khẩu súng trên tay đây, một khẩu súng trường với lại một khẩu súng tiểu liên thôi mà. Úi dồi ôi, mấy ông này vẫn chưa chạy đi săn mạng cơ hả? Không hiểu sao ngày hôm nay thì ghép cặp phải cái team này cho nó nhát chết vãi trưởng. Đây đây anh em ơi, mình chạy qua cái phía này con nào. Hello mấy bạn ơi. Ui ui, vãi trưởng, thế nào vậy? Ui, chưa làm gì nó đã hạ mình luôn rồi. Át đù, thằng bé ngay sau gốc cây anh em ạ. Từ 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 từ, đây. Như vậy là team mình đã còn đó là 3 thành viên còn sống cơ.
tầm khoảng là một vài giây nữa thôi thì mình sẽ được sống lại nha. Ok ok, đây rồi anh em ạ. Chuẩn bị là nhảy xuống là chơi luôn cho nó chứ sao phải ngại. Mình nhớ là cơ chế mà anh em được sống lại đó là khi mà anh em chết những cái lần càng về sau ấy thì anh em sẽ sống lại nó lâu hơn. Cái đậu xanh này lên bảng. Đây mình xem mình hạn nó luôn này. Ồ, bạn nó nữa anh em ơi. Thằng kia đứng lại. Đứng lại em ơi. Mày tính chạy với anh hả? Chạy với anh sao nổi này. Ok ok, chạy qua. Chạy qua mình xử nó luôn anh em ạ. Thằng này láo à, chạy nhanh vậy. Chạy nhanh vậy em ơi, láo với anh à. Ồ, sorry anh em là cái tựa game Cyber Hunter này hiện tại thi thoảng nó bị lỗi tiếng một xíu, nên là có những cái âm thanh nó phát ra hơi khó nghe một tí. Thì xin lỗi anh em. Ủa thằng nào? À kia nó là cái thằng đồng đội mình thôi. Tưởng ai cơ, tưởng ai cơ. Ủa vãi trưởng. Cái gì vậy? Thằng nào bắn mình ngay phía trên này. Ủa ok ok. Mình cứu thằng đồng đội cái đã. À đủ. Vòng qua đây định chơi nhỉ? Có vẻ căng, có vẻ căng. Nó đang chạy xuống định chơi mình anh em ơi. Vãi trưởng này. Mày tính chơi anh nhỉ? À đủ. Mày chơi anh hả em ơi? Thanh niên này láo lếu à, tính chơi anh à? Lên bảng đếm số nha em. Đây mình qua mình cứu cái thằng đồng đội kia đã. Ở vãi trưởng. Cứu nó mà nó cứ bò ra ngoài này sao cứu. À đủ. Thật sự là mình cũng không hiểu là cái thằng này nó bị sao nữa này. Mình đang cố gắng cứu nó mà nó cứ bò linh tinh như này thì có mà cứu bằng rời hả anh em ơi. Ây à, quá mệt mỏi rồi. Thanh niên cứ bò miết như này sao cứu. Không sao cả. Như vậy là những cái người đồng đội còn lại của mình đã cứu thành công hai cái bạn này luôn rồi. Đây team mà còn đầy đủ 4 thành viên cả nên là đang rất là tự tin luôn nha anh em. Ok ok. Take off luôn nào. Trên này là có tiếng bắn súng nha anh em. Xem thằng nào ở trên thì kẹo chạy lên trên kẹo sơn nó luôn này. Sơ tái luôn anh em ạ. À đây. À đủ. Hiện tại thì mình còn chưa có ống ngắm nữa cơ nên là chơi pha này hơi khoai tí nhưng mà không sao. Quyết tâm là sẽ chơi được thôi. Kìa kìa. Ngay cái phía 330 độ. À đâu, 310 độ của người này. Có vẻ gắt thế nhỉ anh em. Làm sao cơ, Ơ. Nó bị đai rồi nha em ạ. Ui. Căn nhà đối diện đang có khá là đông người luôn nhé. Pha này hơi căng, từ từ. Pha này hơi căng rồi nha anh em. Đây mình xem là đây chúng ta sẽ có được những cái món gì đây. Ồ, nhặt được khối lượng tử hả? Ống ngắm rồi, có rồi. Hình như cái này là ống ngắm 1x thì phải nhưng mà cũng được. Có ống ngắm thì tốt hơn không anh em ạ? Ít ra có thì anh em zoom bắn nó dễ hơn này. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, làm sao? Lên bản điểm số đi nhà em, nốc 4 rồi. À đâu, đây là mạng thứ 4 rồi anh em ơi. Chạy qua luôn nào. Đơn giản thôi, như vậy là mình đang có được 4 mạng hạ gục rồi nha các bạn ơi. Hôm nay cố gắng kiếm lấy 11 kill, à quên, kiếm lấy mười mấy kill top 1 chứ anh em. Đây. Đó, hiện tại thì mình đang dùng cái súng quân thập tự chỉnh này đấy, với lại súng SMG Omega nữa. Hai khẩu này thì combo mình thấy là chơi nó cũng khá là hay đấy. Kìa kìa, chết được có người. Uê, bắn gì mà ghê vậy. Hai đứa luôn cả. Pha này hơi căng đấy nhá, pha này hơi căng đấy nhé, từ từ. Từ từ anh em ạ, mình leo lên trên luôn này. À đù. Anh lên trên từ nhé này, lên bản điểm số này, lên bản điểm số này làm sao. Kìa kìa, một đứa ngay phía xa nữa anh em ơi. Làm sao vậy này. Mạng thứ 5 dành cho xích kẹo nhé, bất khả chiến bại luôn, ngại gì mấy đứa này. Ui. Ai bắn nữa với hả, pha này hơi căng rồi, ui có người. Có người vừa sơi mình anh em ơi, à đây. Nó đây rồi, làm sao, đứng lại em ơi. À đủ, có vẻ căng. Ơ nó bị nốc rồi nha em ơi. Bị nốc thì lên bảng nhá, 6 kill rồi. Ui ghê vậy. Ghê vậy. Ui bắn ghê vãi trưởng rồi nha em ơi. Nó ngay ở phía 227 độ thì phải này. Càng quá nhỉ, ai chơi đây. Thôi xong rồi. À vì là mình nãy là mình xây dựng cái cột gọi là cứu sống đồng đội cũng như là cứu sống cả mình nữa nên là bây giờ thì kẹo vẫn đang còn sống nhá. Mỗi tội là bây giờ còn chỉ máu. Ui vãi trưởng rồi, vào nhầm động như quái rồi. Thôi xong, lại bị đai rồi.
Bây giờ là mình chờ đợi cái cơ hội hồi sinh thôi anh em ơi. Các bạn thấy là bây giờ là còn lại 20 mấy giây nữa thôi thì mình sẽ được hồi sinh nha anh em. Đấy, có người kìa. Hạ nó. Đúng rồi, hạ nó hay lắm. Ngon lành cành đào. Đây là anh em đang xem dưới góc nhìn của đồng đội chơi nha. Đấy. Ủa ơi. Kìa kìa. Ok. Mình đã được hồi sinh rồi nha em ơi. Bây giờ là nhảy xuống cái khu này để góp vui cho nhỉ anh em. Ok này. Đấy, có những cái tiếng chân nó vô cùng là gần luôn. Hình như là có đứa nhảy dù quanh đây luôn cả. Có vẻ hơi gắt rồi đấy nhá. Hơi căng anh em ạ. Đây mình xem mình lượm thêm xíu đồ cái đã. Rồi, ngon lành cái nào. Quá là ổn luôn. Ơ kìa. Địch này. Vãi trưởng. Kệ nó vậy. Xấy thằng phía trên này cái đã này. 45 độ này em ơi. Úi dồi ôi, làm sao đấy, 7 kill rồi nhá, thằng này nữa này, nhảy dù ngáo hả em ơi. Ok, như vậy là đang còn bao nhiêu đây? Tất cả là 11 người chơi nữa còn sống ở trong cái ván đấu này nha anh em. Phần này hơi căng. Đây, để mình ra ngoài xíu coi. A đù, có địch. Địch đây rồi, chạy đi em ơi, đúng rồi này, chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi và lên bảng mạng thứ 9 dành cho sĩ kẹo nhé. Nó định ăn hiếp đồng đội của mình cơ. Kìa kìa. Căn nhà đối diện có người nha anh em. Phần này căng thế nhỉ. Uầy, căng như này ai chơi. Làm sao đâu rồi. Hình như là nó đang ngay ở phía cửa sổ tầng 2 à. À đù đây à. Đây là làm sao. Làm sao vậy. Nó núp vào trong rồi các bạn ơi. Ok, mình xem xung quanh xem là còn ai nữa hay không nhỉ. Ồ, let's go, đứng tạm đây kìa đã. Mình thấy là cái tiếng chân nó khá là gần luôn nha anh em. Nhưng mà chẳng qua là chưa thấy người đâu mà thôi. Của chiếc tầng hả? Bắn nhau ghê vậy. Ê, bắn nhau càng quá cơ anh em ơi, kìa kìa. Căn nhà đối diện nhá, từ. Trên tầng này có người đấy hả? Ok. À, cái này là đồng đội của mình. Tưởng ai cơ. Rồi ok. Bo thì càng ngày càng nhỏ rồi và rất là mong là mình sẽ kiếm được cái một ở trong cái phần đấu này. Lên bảng này, đúng rồi, hay lắm. Hay lắm bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Ok, mạng thứ 10 dành cho sĩ kẹo nhé. Let's go qua căn nhà đối diện luôn. Để sơ tái luôn cho nó nhỉ anh em. À đây này. Nhảy dù ngáo vậy, mạng thứ 11 luôn nha. Đây mình nhìn mình xem xung quanh cái đã. Ủa ơi, các bạn ấy vẫn đang được hồi sinh nhé. Căng vậy. Căng như này ai chơi hả. Ủa ơi, thôi xong chạy nhanh. Kìa kìa. Có địch anh em ơi, làm sao đây. Thôi xong rồi. Nhau rồi anh em ơi. Thôi. Kiểu này nó hạ luôn tôi rồi, đồng đội đâu, qua đây cứu mình với. Thôi xong. Bỏ lên trên này anh em ơi. Ui. Cái này thì sao chơi rồi. Thôi xong. Lại bị đại nữa rồi anh em ơi. Nó hạ mình bằng chim hồng hạc cơ, súng bắn tiệm nó bắn ở phạm vi gần ấy, nên là sát thương nó vô cùng là cao đấy. Ui. Đồng đội mình đang ở ngay phía trên này, còn lại tầm khoảng là 30 giây nữa thì kẹo mới được hồi sinh cơ. Pha này thì có khi là top 1 kiếm hơi khó rồi, kia kẹo nó đang ở ngoài đây. Nó đang ở ngoài, qua sơn nó đi. Ui, đúng rồi sơn nó. Hay lắm. Cảm ơn các bạn đã trả thù cho mình cái thằng này. Láo nãy nó hạ mình. Ok, vào body. Hợp lý. Ủa gì vậy. Thôi xong rồi, đồng đội mình cũng bị nốc rồi. Kia kẹo số 2, hạ nó. Đúng rồi, qua cứu đồng đội đi nhanh. Qua cứu ông số 1 đi nhanh, còn tôi còn hồi sinh nữa các bạn, đây. Ok, được hồi sinh rồi, ngon. Bây giờ là còn lại mỗi team mình với lại team địch thôi anh em ơi. Để coi nào. À đây. Làm sao vậy? Chạy đi đâu hả em ơi? Đúng rồi này. Ơ kìa, thôi xong. Thôi xong rồi. Vào nhầm động yêu quái rồi anh em ơi, thôi. Như vậy là mình đã bị đai mất tiêu rồi à. Đồng đội thì còn hai đứa còn sống này, số 1 với lại số 2 này. Thôi xong. Mấy ông ơi, mấy ông chưa cẩn thận hộ tôi với. Tôi là 4 mấy giây nữa mới được hồi sinh cơ, mấy ông chưa cẩn thận hộ tôi với. Không là cả team lên bản điểm số bây giờ, thôi xong rồi. Bây giờ là còn mỗi số 2 thôi anh em ơi. Pha này thật sự là hơi bị căng, thôi. Quê vãi trưởng. Số 3 kìa. Chạy lên trên. Ui mấy ông này trên áo thế. Lại còn cứu nhau nữa cả. Thế thì công nhận là cũng thua rồi. Dừng lại ở vị trí top 2. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.